Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vũ Quang và nhà tài trợ vừa trao hỗ trợ 160 triệu đồng để xây dựng nhà nhân ái cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Vũ Quang. Đoàn đã đến động viên và trao hỗ trợ xây nhà nhân ái cho gia đình bà Phan Thị Minh ở thôn Hợp Trùa, xã Hương Minh và gia đình ông Nguyễn Văn Lộc ở thôn 5, xã Đức Bồng, mỗi gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng. Đây là số tiền do đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết nối với công ty xăng dầu Hà Tĩnh hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm đã ủng hộ triển khai xây dựng được 6 nhà ở kiên cố cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện Vũ Quang với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.